Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Thì hôm nay em xin cập nhật tình hình cái chậu lan rừng. Và đây là lan Hoàng Lạp. Em có chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách trồng, cách kích rễ hồi đầu năm. Thì bây giờ em mời mọi người cùng xem cái chậu nó phát triển như thế nào. Và em bây giờ em cũng đã trồng một chậu lan rừng Hoàng Lạp này, nhưng mà em lách cái ki từ cái, nó mọc từ cái đầu cuống hoa này này cả nhà, thì nó cũng phát triển rất là tốt. Trước tiên em mời mọi người coi cái chậu này, em cho nó ăn phân tan chậm. Cái hôm mà bỏ phân tan chậm em cũng làm video đó mọi người, thì cái bịch phân nó tan ra nha. Mọi người thấy cái bịch phân này này, cái chỗ bịch phân nó tan ra này. Có một số cô chú anh chị hỏi em lần sau lại bỏ phân trong cái bịch này mà không rải trực tiếp, thì mục đích em bỏ trong cái bọc á để cho cái phân nó tan ra đó, thì nó không bị nói chung là cũng có lúc em rải ra, nhưng mà cái lúc em bỏ vào trong đây là để lúc em thay phân á nó dễ hơn, mình nhấc cả cái túi này mình bỏ đây rồi mình thay phân khác. Bây giờ mời mọi người coi nha, cây đã ra cây con rất là nhiều, vài cây con thì ra rễ, lá rất đẹp, cái thân già nó cũng mập nha mọi người. Mình tưới đủ nước các cả nhà, buổi sáng á tưới lan rừng á mọi người nên tưới đẫm nước buổi sáng nha, tại vì dàn lan của em rất là nắng cho nên buổi sáng em tưới đẫm lắm. Đây ạ, mọi người thấy cái chỗ nguyên cái khu này lên 3 cây đúng không ạ? Cái chỗ này là ra 3 cây con từ lúc em trồng tới giờ đó. Kích rễ thì em chia sẻ cái kích rễ cái chậu lan này rất là nhiều lần rồi ha. Dùng mình có thể dùng chậu này là em dùng B1 cộng với lại OG Hum á mọi người. Đó, cô chú anh chị thấy không ạ? Cây rất là cứng cáp luôn nha. Cây này là cây con lúc em trồng nó mới ra nha. Đây là cây thân già lúc mình trồng mình cố định, nó không bị khi mình trồng lan á, Hoàng Lạp nha. Cái thân già này nó không bị teo đi là đã là thành công rồi đấy cả nhà. Đó, bộ rễ bén rất là đẹp luôn. Giá thể thì em trồng bằng than củi thôi ạ. Than củi thì mình phải tưới thật là nhiều, cũng có một vài cái vỏ thông đây. Vỏ thông thì đây ạ, cái này ra lá mới này. Cây con lúc em trồng giờ nó ra này. Lúc em trồng nó chưa có những cái cây con này đâu mọi người. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 lá luôn cả nhà ơi. Đây là cái chậu lan mà những cái thân mình mua hàng rừng về. Còn bây giờ em mời mọi người coi, em sẽ bỏ cái này sang một bên nha. Nặng lắm mọi người, nó đẻ cây con rất là nhanh. Xách cái này nó bị lung lay. Đây, và đây là một cái chậu lan. Cái thân này là thân già đúng không ạ? Cái ki nó mọc trên cái thân già, xong em cắt xuống em trồng. Thì bây giờ mọi người coi bộ rễ của nó này. Đó, và nó đã ra cây con. Lúc em trồng nó chưa có ra cây con đâu nha cả nhà. Nhưng mà em trồng cái chậu lan này cũng đã được gần 2 tháng rồi đây. Nói chung là như hoa phong lan chờ đợi mà. Lúc trồng á là những cái rễ mơ cũ á, là nó đen hết. Mọi người thấy cái đầu rễ của nó không ạ? Đây ạ. Xong rồi nó sẽ ra lá mới. Tại vì thường những cái ki á mình trồng á, nếu mình để rễ ra tốt, mình đặt xuống nó có thể bị chột rễ nha. Nhưng không sao, nó sẽ ra rễ mới. Như vậy thì nó sẽ rất là khỏe. Tại vì cái cây này nó ra là khi con nó đã thuần ở khu vực vườn nhà mình rồi. Yếu tố thời tiết môi trường nó đã quen rồi. Thì khi mình cắt ra mình trồng á, nó ra rất là nhanh. Cây con nó cũng lên rất là nhanh. Hy vọng một vài năm nữa nó sẽ được một chậu lan tác phẩm đẹp. Đây ạ, đây là cái thân. Mình có thể gọi là một cái ki của lan Hoàng Lạp được rồi đấy cả nhà. Tại vì là phần này ra hoa này, xong rồi cái bên kia không ra hoa nó lại ra cây con. Cái lan Hoàng Lạp và sơn thủy tiên nó hay như vậy lắm mọi người. Cho nên là nếu mà nhà mọi người á, mình có những cái cây mà nó ra cây con á, như vậy mình có thể cắt xuống mình trồng. Trồng vào chậu này hoặc là cái chậu gốm á, chậu gốm cũng rất là tốt luôn nha. Trồng chậu gốm nó giữ ẩm tốt, các cây nó cũng phát triển nhanh lắm. Nhưng trồng chậu này khi nó có bò, nó có tràn ra khỏi chậu á, thì nó cũng thành bụi lùm, nó cũng rất đẹp, cho nên cũng không sao. Riêng cái chậu nhựa này rất là bền luôn, cho nên là mọi người cứ yên tâm nha. Bây giờ em sẽ chia sẻ một chút về vấn đề mình chăm sóc nó. Bỏ cái này qua một bên đi, em sẽ xách cái kia tới. Đây ạ, rất đơn giản thôi. Sau khi mình cho nó ăn phân tan chậm, trước tiên là vấn đề chính là mình phải kích rễ cho nó đã. Kích rễ cứ 3 đến 5 ngày mình tưới một lần.
tưới liên tục 5 lần. Khi thấy rễ phún ra rồi thì lúc đấy mình sẽ 10 ngày mình tưới một lần. Bây giờ một tháng em vẫn tưới 2 lần kích rễ nha, chứ không phải là em ngưng. Đó là vấn đề kích rễ. Vấn đề thứ hai là khi bộ rễ đã ra ổn định rồi, nó sẽ ăn những cái phân tan chậm mình bỏ đó, tức là nó có NPK rồi, ví dụ 15 15 15 là cũng có đạm, lân, kali rồi, cân bằng nhau rồi, thì mọi người có thể tưới cho nó, bổ sung cho nó canxi. Canxi loại nào cũng được hết đó cả nhà, có thể tưới nước vôi trong cũng được nha, có thành phần canxi là được, một tháng một lần. Như vậy cây lan của mình lúc nào nó cũng cứng cáp và nó có cái bộ rễ, đầu rễ nó non rất là nhiều. Ngoài ra nếu không có canxi, mọi người có thể tưới cho em cái lá nha đam đó, mình xay ra mình tưới ha, trong lá nha đam cũng có thành phần canxi rất là tốt cho cây lan. Đó là vấn đề chăm sóc lan rừng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Em bận, vừa rồi em bận, em đâu có tưới phân gì được nhiều đâu, nhưng mà sáng em dậy sớm em tưới nước cho nó thì cây lan của em nó vẫn phát triển tốt, tại vì nó có bộ rễ ổn định rồi, phân tan chậm nó chảy ra đó, khi mình tưới nước á, thì nó tan ra giá thể. Giá thể đây ạ, thì nó tan ra giá thể, ví dụ như cái bịch phân mình để chỗ này, mình tưới nước nó chảy từ từ ra, nó có thể ra khu vực này ha, là cây lan của mình bộ rễ nó đã ăn được dinh dưỡng rồi, nó vẫn phát triển rất là tốt luôn đấy ạ, chứ không, mình không lo nó bị thiếu hụt dinh dưỡng đâu. Còn vi lượng thì mình nên bổ sung cho nó nhé. Mọi người có thể tưới cambi Nhật hoặc là amino bo gì đấy cũng được ha, miễn có thành phần có canxi, magie rồi, nói chung bổ sung thêm vi lượng cho nó để cây lan của mình lúc nào nó cũng có đầy đủ dinh dưỡng, tại vì nó ở rừng là khác, còn về nhà mình là khác. Trong rừng nó có phân chim, phân này phân kia đó mọi người, nó đầy đủ, cho nên là về nhà mình với lại độ ẩm trong rừng nó thích hợp cho cây lan, tại vì nó ký sinh trên đấy mà, nó tự, nói chung là nó tự ấy ra, cho nó quen nó ấy rồi, cho nên về nhà mình phải chăm sóc nó thì nó sẽ phát triển tốt thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Nếu như mà video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống, thì mọi người hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.